Thưa quý vị, VitaDairy là doanh nghiệp sữa tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 vào chăm sóc khách hàng. Ứng dụng VitaDairy được khách hàng quan tâm và tin dùng bởi những thao tác đơn giản ngay trên thiết bị di động thông minh. Ứng dụng cho phép người tiêu dùng tìm hiểu thông tin sản phẩm, cửa hàng nhanh chóng, còn được hưởng nhiều chính sách hậu mãi đặc biệt từ nhãn hàng. Trải nghiệm ứng dụng, nhiều người đánh giá cao việc có thể lựa chọn quà tặng theo nhu cầu sở thích một cách dễ dàng. Nhiều khách hàng may mắn đã nhận được những giải thưởng đặc biệt giá trị từ chương trình mua sữa VitaDairy, tích điểm trên app nhận lì xì ngay. Trong năm 2022, VitaDairy là doanh nghiệp sữa duy nhất được xướng tên ở hạng mục top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0. Là doanh nghiệp hàng đầu trong việc lựa chọn những hướng đi khác biệt từ cách phát triển sản phẩm tới các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Và đây cũng là một cách để VitaDairy đến gần hơn với khách hàng của mình.